Chiều nay ngày 24 tháng 4, tại nhà máy xử lý chất thải rắn Sóc Trăng thuộc ấp Sóc Xoài, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, Ban chỉ đạo 389 tỉnh tổ chức tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị tịch thu. Dưới sự giám sát của các thành viên hội đồng, 54.929 bao thuốc lá, trong đó có 54.014 bao thuốc lá điếu nhập lậu, 915 bao thuốc lá điếu giả, mang các nhãn hiệu như Hero, Jet. Tất cả các loại thuốc lá tiêu hủy lần này đều là hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, do Cục Quản lý Thị trường, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng bắt giữ, tịch thu trong quá trình thực hiện công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn tỉnh. Quá trình tổ chức tiêu hủy số thuốc lá vi phạm được thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn. Đặc biệt, việc tiêu hủy thuốc lá lậu, thuốc lá giả góp phần bảo vệ quyền lợi sức khỏe của người tiêu dùng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân kinh doanh chân chính, đồng thời giáo dục, răn đe đối với các tổ chức cá nhân làm ăn phi pháp, xâm hại đến sức khỏe của người dân, quyền và lợi ích của doanh nghiệp.